các bạn ơi, hôm nay là một cái dịp rất là đặc biệt, gặp gỡ lại rất là nhiều MC và Bảo Mẫu. Em MC hay Bảo Mẫu? À, cảm giác của em khi có mặt trong chương trình Cầu Thủ Nhí năm mấy hả? Năm 10. Ủa, em trước anh luôn hả? Bây giờ em mới là năm nay. Em mới năm nay hả? 2020 chứ? Ừ, đúng rồi. À, đây, năm nay. 10. Năm thứ 10, à, đây. Thế thì bình luận khác gì với MC không em? Bình luận thì nó thoải mái hơn là MC chứ. Chi, các bạn biết không, Chi là thường là chỉ làm MC thôi, ít khi nào đóng vai trò bình luận đúng không? Dạ, mà sao dạo này da của em nâu hơi giống hồi Henry vậy? Em muốn trở thành một sexy girl, sexy lady. Không, em thích da trắng lắm. Nhưng mà kiểu vì đi quay ở ngoài trời ấy. À, muốn mình chịu khó, mình cắt xe mình cao em, mình mua mấy cái kem chống nắng, mình dưỡng da vô. Chứ còn không phải không? Sẽ vẫn đang như bình thường. À, thế à, ok. Rồi khi nào em về? Mai ạ. Mai ạ? À, cực quá hả? Mai em về xong rồi, ngày kia em ở nhà, em làm xong rồi chị em lại vào. Ừ, mà nghe bảo là năm nay không được đi Hàn Quốc à? Đi đâu? Hàn Quốc. Năm của tôi anh được đi Hàn Quốc. Hôm nay tôi không được đi Hàn Quốc. Dạ, cảm ơn em. Đi Phú Quốc, đi Bình Thuận anh ạ. Em đi Phú Quốc hả? Thì không? Đi Bình Thuận, đúng rồi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cầu thủ Thanh Bình. Mình là Trung Đợt Thanh Bình Khang của các bạn. Mình là huấn luyện viên của mấy đứa nhỏ. Các bạn thấy không? Bây giờ đã trở thành danh nhân thành đạt nha mọi người. Mở 8 phút câu lạc bộ bóng đá dành cho thiếu nhi. Đúng không? Mấy cái? Không, mà có thêm cái nghề tài xế cho ca khang nữa. Sao không? anh chưa thấy em nhỏ bữa nào nha Thanh Bình nha. Mới đổ xe mà anh chưa được ngồi lên luôn. Có cái team đó cũng được. À, mà trả hoài mà không thấy trả lương. Dạ hả? À, em ghét cho hàng chả cá ăn chứ giờ ông anh không ở nhà hàng chả cá gần mấy tháng trời. Có gì là chở cho đi bao nhiêu lần vậy là trả được cho mấy con cá vậy hả? Thì bây giờ mới một lần là một miếng. Thì bây giờ trước giờ em chở mấy lần? Mấy lần? Nhiều lần với mấy lần. Anh có nhiều lần. Cứ ngồi lên xe là thì nó có một lần duy nhất quay ở trường Tôn Đức Thắng là có lên xe đâu. Mấy lần khác cũng phải đi xe anh không ạ? Có cái tiệc gì nữa đó, tiệc gì ở bên kia đó. Bây giờ ghé đi nha, địa chỉ nhà 794 Sư Văn Hạnh nha. Dẫn nguyên đội bóng qua tràng ủng hộ Nguyên Thang chứ nha. Thấy không, các bạn thấy không, khi nghe nói ủng hộ cái lật đật uống nước ngắm giọng quay mặt đi chỗ khác mặt buồn rười rượi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bước tiếp theo nha mọi người. Đây, khoan thưa quý vị, bây giờ Phan Thanh Bình ứng lương muốn làm tài xế riêng cho Nguyên Khang. Đúng rồi, vậy chứ bây giờ, không có làm tài xế bao nhiêu lâu rồi, bây giờ anh hỏi em nào, bây giờ cái mùa khó khăn này nè, bây giờ hỏi anh Bình coi là tư vấn anh Minh tư vấn mức lương làm tài xế nhiêu được anh Minh? Đúng rồi, nhưng mà làm tài xế cho ai? Nguyên Khang. Nếu như Bình làm tài xế cho anh Khang thì cũng nhất là cũng là mối quan hệ cho anh em bạn bè thân thiết, cũng showbiz với trong bóng đá cũng thân thiết, không cần trả tiền vừa thôi, khoảng 3.500 cho một tháng là được. Nani? Xong nhất tuyển trợ lý của cái cô siêu mẫu ý, trời, tài xế hay là CEO? Tại vì một show của Khang dẫn là cũng phải 20.000 đô cho một, một chương trình. Dễ sợ. 3.500 một tháng, mà một tháng Khang dẫn có khoảng đâu khoảng 8 show không à? Dạ. Nhân lên là bao nhiêu một hay tháng? Quá tuyệt vời. Nhưng mà đâu có bàn 80 chuỗi karaoke Kingdom của anh Minh được đúng không anh Minh? Nha. Bình nè, bây giờ anh Minh anh gợi ý vậy rồi thôi, anh em bây giờ trả 3.500 thì nó không xứng với em đúng không? Bây giờ em đã trở thành sát Bình rồi. Thì Pretty. Xác minh nè, thưa quý vị, xác minh còn đây. Cái này chỉ gọi là xác thôi, không phải là xác. Xác. Đây. Thưa quý vị có nhận ra anh áo đỏ không? Đây. Hiền Khánh Hiền ơi. Dạ. Nếu như mà anh Bình làm tài xế đi cho em thì lương bao nhiêu anh? Mình hả? Dạ. Mà làm tài xế đi cho em hả? Dạ. Tính bằng chai hay là tính bằng gì anh? Tính bằng đơn vị, tính bằng chai hay là triệu? Chai. Chai hả? Nếu chai là chắc có lẽ em phải tính theo két theo đồ đó em. Dạ. Tính bằng là đồ vang hay là đồ nho hay là đồ gì? Cái gu của mình đó là nó thích the beer hơn. The beer? Beer. Beer. Ok. Vậy. Thưa quý vị đó, bây giờ sau một hồi tư vấn anh em thì giờ em nói đi, em cũng làm không? Các anh ký vào nè, có hợp đồng liền thưa cái gì? Giấy bút hợp đồng lấy ra liền. Đó, hợp đồng đây nè. Đó, có đây là điền.
Bây giờ thì em giàu quá rồi, trả lương cho em cũng khó đúng không? Không có, tại vì lâu quá rồi mà không có ứng lương cũng không có, mà trả lương cũng không có. Hai anh em gặp nhau 2015 nha quý vị. Năm năm rồi. Dạ. Đấy nhá. Đó, Lĩnh Nam. Trời ơi, hot boy. Chào con. Lĩnh Nam hồi xưa là ốm ốm vậy gầy đi bé. Hot boy thưa quý vị, đây cầu thủ nhí 2015. Cao lắm rồi nha, chị Thảo nè. 14 tuổi. Các bạn thân mến, để theo dõi những video clip thật hay, những câu chuyện hậu trường, những điều mà Khang sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn, đừng quên nhấn subscribe trên kênh YouTube Nguyên Khang và fanpage của Khang nha. Cả hai cái kênh này đều có tên là MC Nguyên Khang.